Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở phần trắc nghiệm gồm 8 câu. Thầy đã giải thích và giải một cách chi tiết ở trên cái bộ đề kết nối tri thức với cuộc sống rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần tự luận. Ở trong đây nó có 4 câu, nói chung là khá dài nha em. Có thể là trong clip này thầy sẽ quay câu số 1 và câu số 2. Tối ngày mai chúng ta sẽ xem câu số 3 và câu số 4 nha. Thực hiện phép tính này. Câu A, nếu mà sớm thì thầy sẽ quay hết luôn cho em luôn. Câu A ở đây các em nhớ này, đề bài thì các em sẽ ghi lại giùm thầy nha. Các em ghi thầy cái đề lại. Thầy sẽ làm bước 1 này. Ở trong đây nó chỉ có phép cộng và phép trừ, thì nhớ theo nguyên tắc thực hiện này. Thứ tự thực hiện phép tính là chúng ta phải thực hiện từ trái sang phải. Nhớ nha. Nghĩa là ở nếu như trong một phép tính đó, nó chỉ có cộng trừ hoặc là chỉ có nhân và chia, thì chúng ta sẽ thực hiện từ trái sang phải, nghĩa là chúng ta sẽ thực hiện từ cái phía bên này qua bên này. Nghĩa chúng ta lấy này trừ này, sau đó cộng này và trừ cho này. Em thực hiện đúng như vậy cho ta. Em hiểu không? Đấy. Như vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ lấy 852 ta trừ cho 637 cộng 128 trừ 312 cái đề đó. Lấy này trừ này là bằng bao nhiêu nha? Ở đây chúng ta thực hiện ở ngoài nháp thầy nha, tại vì cũng hơi nôn nên thầy đáng lẽ thầy tính ngoài nháp. Nhưng thầy sẽ dùng máy tính và túi của thầy bấm cho nên quan trọng là chúng ta biết cách thực hiện theo thứ tự. Cái này trừ, ở đây cộng cho 128 và trừ cho 312. Sau đó các em lấy cái này cộng cho này. Hiểu nào? Ở đây bằng 343, chúng ta trừ đi cho 312. Kết quả ở đây sẽ là bằng bao nhiêu này? Bằng 31 em. Được chưa? Đó, quan trọng là cách làm, phương pháp làm. Còn cái việc tính toán, những cái số này chúng ta chỉ việc đặt ở ngoài nháp là chúng ta tính là xong. Còn không biết là phụ giáo viên của các em có cho đem máy tính vô hay không. Nếu mà đem máy tính thì ok, quan trọng là chúng ta thực hiện theo thứ tự, hiểu chưa? Ở đây là 100 chia 2 nhân 52 trừ 35 trừ 8. Nhớ này, thầy sẽ nói thứ tự thực hiện này. Trong một phép tính mà nếu như có dấu ngoặc mà nhiều dấu ngoặc thì chúng ta phải thực hiện ở trong ngoặc tròn trước này, rồi tới ngoặc vuông này, và cuối cùng là tới ngoặc nhọn. Còn trong ngoặc tròn, trong cái ngoặc đó mà nếu như nó có lũy thừa, nó có nhân chia, nó có cộng trừ, thì chúng ta phải thực hiện là lũy thừa trước, rồi tới nhân chia, rồi tới cộng trừ. Nhớ thầy quy tắc như vậy. Thì trong ngoặc tròn này, những cái thằng này phải ghi lại chứ không có đụng chạm gì cả. Không có đụng chạm gì hết em. Rồi bây giờ thực hiện trong ngoặc tròn này, bỏ ngoặc tròn này ra này. Các em lấy 35 mà trừ cho 8 không? Thì bằng bao nhiêu? 27 đúng không? Ok, được chưa? Sau đó ta sẽ thực hiện tới ngoặc vuông ở đây, chúng ta 100 2 nhân đề đó 52 mà trừ cho 27 thì bằng bao nhiêu em? Là bằng 25 đúng không? Rồi 100 này viết lại, chúng ta lấy 2 nhân cho 25 là nó sẽ bằng là 50. Như vậy 100 chia 50 là bằng 2. Xong. Vậy đó. Những cái bài nào mà nó dễ thầy sẽ làm nhanh như vậy. Ta sẽ đi sang ở câu C nha. Ta có thể bấm dừng video lại để chúng ta xem. Một một ba nhân 7 mũ 2 trừ 7 mũ 2 nhân 12 trừ 49. Đúng không? Cái bài này á, nó có cái hay chỗ này nè em này. Em nhớ là công thức này. A nhân B trừ A nhân C trừ A nhân E đây. Nếu ở đây chúng ta đặt A ra chung thì bên trong còn lại là B này trừ C này trừ E. Nếu ở đây trừ thì chúng ta ghi trừ, mà đây cộng thì chúng ta ghi cộng, nghĩa là B trừ C trừ E, ví dụ thế. Thì em đừng có vội tính lũy thừa liền. Đừng vội tính lũy thừa ở đây. Mà các em để ý này, tại vì 49 á, 49 thì bằng 7 nhân 7 thì nó sẽ bằng 7 mũ 2. Nếu sợ thầy làm cách này em thật khó hiểu không, nghĩa là thầy sẽ đưa, mục đích của thầy sẽ đưa cái số 49 này về 7 mũ 2, sau đó thầy sẽ đặt 7 mũ 2 ra chung. Các em hiểu không? Nhưng mà ở đây là 113 nhân 7 mũ 2 trừ 7 mũ 2 nhân 12 trừ 49, thầy sẽ ghi trở thành là 7 mũ 2. Nhớ 7 mũ 2 này thì hệ số người ta không ghi, nghĩa là ở đây sẽ là nhân 1 này, ngay chỗ đây sẽ là nhân 1 này. Nhưng mà khi đó thầy đặt 7 mũ 2 ra chung thì bên trong còn lại là 113 này trừ cho 12 này và trừ ở đây. Ngay chỗ đây người ta không ghi. Nghe thầy nói này, ngay chỗ đây người ta không ghi, đó chính là số mấy? Đó chính là số 1. Đó. Em hiểu chưa? Như vậy bằng 7 mũ 2 nhân cái này sẽ tính ra bằng 100. Như vậy 7 mũ 2 là bằng 49 nhân 100
thì bằng 4.900. Đó. Mục đích của người ta đưa ra là để tính nhanh như thế này này. Còn bạn nào mà không biết đó nha, nghe là nó này. Bạn nào không biết thì ở đây chúng ta biến đổi 7.2 này ra thành 49 này. 7.2 thành 49, chúng ta đặt 49 này ra chung, nghĩa là chúng ta sẽ đặt 49 này bên trong còn lại 113 trừ cho 12 trừ 49 ở đây. Nếu em không thích đặt 49 thì cứ để đó. Như vậy ở đây nó ra được 49 nhân bao nhiêu đó, tính ra kết quả này ghi xuống dưới đây, sau đó trừ 49 này ra, sau đó em tính cái này ra, sau đó em trừ 49 thì nó vẫn ra được cái kết quả này. Có rất là nhiều cách làm, miễn sao đúng là giáo viên chắc chắn sẽ cho các em là điểm tối đa. Nhưng mục đích của cái đề này á ra là để chúng ta thực hiện phương pháp này này, đặt chung á, hiểu chưa? Cái này là đúng với gọi là cái tinh thần của câu hỏi này. Chúng ta sẽ đi sang ở phần tiếp theo, ở câu D. 2018 cộng 5 mũ 9 chia cho 5 mũ 7 trừ 3 nhân 7. Nhớ này, bao nhiêu A mũ 0, các em công thức này, A mũ 0 thì bằng mấy? Bằng 1. A mũ 0 thì bằng 1 thì 1 tỷ mũ 0 bằng 1, chứng tỏ 2018 này mình sẽ bằng mấy? Bằng 1. Chia hai lũy thừa cùng cơ số, viết cơ số lại, lấy 9 trừ 7. 9 trừ 7 thì bằng 2. Đúng không? 3 nhân 7. Ở đây cứ để đó. 1 để đó, ghi lại. 5 mũ 2 thì bằng 25 trừ 37 21. 1 cộng 25 bằng 26 trừ 21 là bằng 5. Xong. Em hiểu không? Bằng 5. Xong, câu số 1. Ta sẽ đi sang câu số 2. Thầy tin chắc rằng các em đều làm đúng đúng không? Câu số 2 anh em nha. Câu số 2 tôi 4 câu tìm ít các em, khá là dài. 145 trừ x bằng 98 cộng 32. Đối với bài này thì chúng ta phải tính giùm thầy bên đây nó ra một giá trị đã. Với bên này không làm gì hết nên chúng ta sẽ ghi lại. Từ đây chúng ta suy ra 145 trừ x, hai này cộng lại 28 là 0, 10 á là ở đây 130 đúng không? Tới đây chúng ta thấy rằng là gì? Đây là số gì? Số bị trừ, đây số trừ và đây hiệu. Để tính số trừ, để tính số trừ chúng ta sẽ lấy số bị trừ trừ cho hiệu đúng không? Từ đây chúng ta sẽ tính số trừ thì lấy số bị trừ này trừ đi cho hiệu. Nhưng mà từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng là bao nhiêu em? X này sẽ bằng 10, 15. Ta kết luận đây là vậy. X bằng 15, xong. Đơn giản rồi thôi. Ở câu B, 114 trừ 2 nhân 2X cộng 11 bằng 80. Như vậy thì để làm cái bài này á, thì các em coi cả cái này á, coi cả cái ngoặc này. Đây chính là số trừ, đây chính là số bị trừ và đây chính là hiệu. Thì để, tại vì X nó nằm ở số trừ mà, thì coi cả cái này là số trừ này. Như vậy từ đây chúng ta suy ra số trừ, cả cái này là số trừ này, đúng không? Thì nó sẽ bằng số bị trừ. Số bị trừ trừ cho gì? Trừ cho hiệu. Như vậy 114 trừ 80 ở đây, suy ra 2 nhân cho 2x cộng 11. Kem lấy 114 trừ 80 thì đây sẽ bằng 34. Rồi tiếp tục, kem coi cả cái ngoặc này, đó chính là tích. Tích đúng không? Đây là thừa số, đây là thừa số, và đây là tích. Như vậy thì đây là thừa số thứ nhất, đây là thừa số thứ hai, và đây là tích. Để tính thừa số thứ hai, chúng ta lấy tích chia cho thừa số thứ nhất. Như vậy chúng ta có 2x cộng 11 sẽ bằng 34 chia cho 2. Suy ra 2x cộng 11 sẽ bằng 34 chia 2 là bằng 17. Được không? Tới lượt tổng. Đây số hạng, đây số hạng, đây tổng. Để tính số hạng thứ nhất, chúng ta lấy tổng trừ cho số hạng thứ hai. Như vậy từ đây chúng ta có 2x sẽ bằng 17 trừ cho 11. Đó, 2x 17 trừ 11 bằng 6. Đây tiếp tục lấy đây là thừa số nhân thừa số bằng tích. Như vậy để tính thừa số thứ hai là x sẽ bằng tích chia cho thừa số thứ nhất bằng 3. Vậy đó, thì làm cực kỳ chi tiết ở câu B. Chúng ta thấy như thế nào? Rất là dễ hiểu, không bỏ bước nào cả em. Hiểu chưa nào? Đấy, ok. Rồi, được chưa? Câu A này, câu B, những cái bài này mà các em làm được á, tốt á, thì kiến thức cơ bản chúng ta cực kỳ tốt em. Thực sự là như thế. Thầy nói, thầy đánh giá những câu này không phải là câu nâng cao, nhưng mà những bạn nào và có kiến thức cơ bản tốt thì mình làm được. Được chưa?
chứ không là nó không dễ, dễ rất bị dễ dễ bị sai đấy. Đùa đâu, 2 mũ 4 chia x cộng 1 cộng 2 bằng 6. Để làm ở đây, ngay chỗ đây các em thấy có phép chia không? Ở chỗ đây là cộng này, cộng 2 này, 6 này, chúng ta chuyển cái số 2 này qua bên đây cái đã. Nghĩa là 2 mũ 4 chia để đó x cộng 1 để đó bằng 6 trừ 2 ở đây. Đúng không? Từ đây ta suy ra 2 mũ 4 chia x cộng 1 6 6 trừ cho 2 là bằng 4. Đúng không? Ở đây các em hiểu nè. Như vậy ở đây các em thấy này, đây là số gì? Số bị chia. Đây là số chia. Đây là thương. Để tính số chia, các em lấy số bị chia chia cho thương. Đúng chưa? Thầy đọc lại nè, đây là số bị chia này, đây là số chia, đây là thương này. Để tính số chia, chúng ta lấy số bị chia chia cho thương. Như vậy x cộng 1 sẽ bằng 2 mũ 4 chia cho 4. Cái này 2 mũ 4 thì bằng 16 chia 4. 16 chia 4 là bằng 4. Suy ra x này sẽ bằng 4 trừ mấy? Trừ 1. Suy ra x này sẽ bằng 3. Đúng chưa? Vậy x bằng 3. Xong câu C. Đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng, không có gì phức tạp cả nha. Rồi, được chưa? Chúng ta sẽ đi sang ở câu D. Câu D nha. Rồi, ta sẽ đi sang ở câu D nha. Câu D. Như vậy ở đây em thấy là 12 chia hết cho x, 18 chia hết cho x và x lớn bằng 2. Khi mà x nó nằm đằng sau á thì nó chính là gì em? Đó chính là ước. Nhớ không thầy? Như vậy ước. Còn nếu mà x mà đứng đằng trước này, x đứng đằng trước mà chia hết cho số bao nhiêu đó thì nó chính là bội. Mà cái phép chia này đứng đằng trước mà x đứng đằng sau thì người ta nhớ nó chính là ước. Nhớ không thầy? Như vậy để xác định đâu là ước, đâu là bội cái đã. Cái hiểu không? Như vậy nghĩa là 12 chia cho x, 18 chia cho x và x lớn hơn 2, nghĩa là chúng ta phải đi tìm cái ước chung. Cái ước chung của 12 và 18 và cái số này nó phải lớn hơn bằng 2. Em hiểu nào? Như vậy thì ở đây ta có này, 12 chia hết cho x và 18 chia hết cho x. Thì vậy x nó sẽ thuộc là gì? Ước chung của 12 với lại là 18. Đúng không? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ước chung của 12, 18 bằng cách đi tìm ước chung lớn nhất. Sau đó qua ước chung lớn nhất chúng ta sẽ lấy ước chung. Được chưa nào? Như vậy chúng ta sẽ phân tích này. Ta phân tích số 12 này sẽ bằng là 2 mũ 2 nhân 3. 18 là bằng 3 mũ 2 đúng không? 3 mũ 2 nhân 2. Ước thì chúng ta lấy gì? Lấy chung. Đúng không? Lấy chung. Nên từ đây chúng ta, nếu mà bội chung nhỏ nhất chúng ta lấy chung và riêng, nhưng mà ước chung lớn nhất thì chúng ta chỉ lấy chung thôi. Thì và lấy số mũ nhỏ nhất, chung ở đây là 2 nhân 3. Ở đây là 6. Đúng chưa? Suy ra ước chung của 12 với 18 thì chúng ta chỉ đi tìm ước của cái kết quả của ước chung lớn nhất này là ước của 6. Thì đây nó sẽ bằng ở đây là 1 2 3 6. Mà giờ người ta nói là x sẽ phải lớn hơn bằng 2 thì chứng tỏ chúng ta sẽ loại số 1 này ra. Chúng ta loại số 1 này ra mà x lớn bằng 2. Đúng không? Vậy x nó sẽ bằng, nó chính là 2 3 với lại là 6 là hợp lý ở trên cái đề bài này. Vậy đó. Hiểu chưa? Ok chưa? Rồi, về câu số 3 và câu số 4 thì chắc thầy cũng sẽ làm luôn nha, làm luôn trong đơn này luôn. Ta đi sang câu số 3 nha. Một thùng cam có số lượng quả cam trong khoảng, em nhớ này, khi mà đọc cái đề bài á mà người ta cho cái trong khoảng á là các em nhớ tới là bội. Nhớ không thể như vậy, cái kinh nghiệm làm bài á, cứ trong khoảng bao nhiêu đó chắc chắn là bội.
chứ không thể là ước được. Thực sự các em là như vậy, từ 200 đến 600 quả đấy. Nếu xếp vào mỗi hộp nhỏ 6 quả, 10 quả, 12 quả, 14 quả đều vừa đủ, nghĩa là ít này nó phải chia cho hết cho 6 này, chia hết cho 10 này, chia hết cho 12 này, chia hết thì nó vừa đủ được 14 đúng không? Và đồng thời ít nó phải nằm ở trong cái khoảng này đó. Khi chúng ta đọc đề là chúng ta sẽ thấy ngay cái điều đó. Hỏi trong thùng cam có bao nhiêu quả cam thì chúng ta sẽ gọi. Người ta hỏi cái gì thì chúng ta sẽ gọi cái đó. Cái hiểu không nào? Chúng ta sẽ gọi, ở đây người ta hỏi trong thùng cam có bao nhiêu quả cam, ta gọi ít là số quả cam trong thùng cam. Đúng không? Gọi ít là số quả cam ở trong trong thùng cam. Như vậy thì ở đây chúng ta đọc đề là theo đề bài. Theo đề bài ta có. Nhưng mà cái điều kiện ở đây thì ít này nó phải rơi vào ở trong cái khoảng nào, từ 200 cho tới là 600. Và đồng thời cái ít này nó phải chia hết cho bao nhiêu? Ít phải chia hết cho 6 này. Rồi ít chia hết cho mấy? Ít chia hết cho 10 và ít chia hết cho 12 và ít chia hết cho 14. Đúng chưa? Đúng chưa nào? Như vậy thì từ cái này, nên từ đây chúng ta sẽ suy ra ít nó sẽ thuộc bội chung nhỏ nhất của cái gì? 6, 10, 12 và 14. Và ít nó phải nằm ở trong cái khoảng là 200 cho tới 600. Chúng ta làm cái này là ra này. Em hiểu không? Thầy là ít thuộc bội chung nhé, bội chung. Bội chung nhưng phải bội chung nhỏ nhất đi, bội chung. Bỏ từ nhỏ nhất đi. Sau đó chúng ta đi tìm bội chung nhỏ nhất đi, sau đó chúng ta đi tìm bội chung nha. Ở đây ta có. Bây giờ chúng ta phân tích ra, 6 thì bằng 2 nhân 3. 10 thì bằng 2 nhân 5. 12 thì bằng 2 nhân 3 mũ 2. 14 thì bằng 2 nhân 7. Đúng không? Từ đây ta đi tìm bội chung nhỏ nhất của 6, 10, 12, 14. Bây giờ người ta lấy chung là riêng, chung ta là 2 này, riêng ở đây là 3 này, 5 này, 7 này, lấy số mũ lớn nhất ở đây là mũ 2 này. Đúng chưa? Ấy, thầy làm cho nó lộn sợ ngầu người ta. Thầy xin lỗi em, đây mũ 2 đây chứ. Do nhà thầy có việc em, mẹ thầy vừa mới bị gãy tay và thầy đang ngồi quay thực sự em, nghĩa là cũng đang nao nao trong lòng rồi, nhưng mà ráng quay cho xong clip này em. Thầy định nghỉ từ câu 1 câu 2 rồi, mẹ thầy vừa mới bị chóng tay xuống, bị gãy tay đi Bình Nhơn rồi mổ. Như vậy đây sẽ bằng là, đây là 4 nhân 5 bằng 20, nhân 3 120, đúng không? 120 ở đây nhân cho bấm đi, 420 nha. 420. Nên từ đây ta suy ra bội chung của 6, 10, 12, 14 thì nó sẽ bằng bội của 420. Mà bội 420 thì nó sẽ là 0, 420, 840, vân vân. Ở đây chúng ta lấy cái số nằm trong khoảng này thì nó chỉ có 420 thôi. Mà ít nó lớn hơn 200 và nhỏ hơn 600. Nên từ đây ta suy ít này nó sẽ bằng là 420. Chúng ta kết luận vậy, số quả cam trong thùng là 420 quả nha. Đây, bài số 3 nghe. Rồi, ta đi sang bài số 4 em. Ta đi sang câu số 4, câu này rất là khó em. Người ta yêu cầu các em so sánh là 333 mũ 444 và 444 mũ 333.
Nhìn vô câu này rất là khó luôn, thực sự là như thế. Nhưng mà nó có phương pháp giải nha. Ở đây em nhìn này. Ở đây là 3, mà 3 đây là 3. Ở đây là 333 đúng không? Nếu chúng ta phân tích ra trở thành là 3 nhân cho 111. Ở đây 4, 44, 4, 3 số 4 thì chúng ta sẽ phân tích trở thành là 4 nhân cho 111. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tách ra số 3 đó. Tại vì 111 với 111 là giống nhau. Em hiểu chưa? Cái này thầy nói xíu này, 333 thì có phải bằng 3 nhân cho 111 không? 444 này sẽ bằng là 4 nhân cho 111. Hai thằng này giống nhau, chứng tỏ bây giờ chúng ta đi so sánh hai thằng này này. Em hiểu không? Mà ở đây cái mũ này cũng vậy, 444333 thì nó cái thằng này nó sẽ là ra được cái mũ này nó sẽ ra được là 4 nhân 111, chứng tỏ chúng ta sẽ lấy số 4 ở đây và lấy số 3 ở đây. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, ta có ở cái chỗ số này thì thầy sẽ lấy số 3. Đây, lấy số 3 đây. Còn ở trên số mũ này 444 thầy sẽ lấy số 4. Như vậy 3 mũ 4 thì bằng mấy? 3 mũ 4 thì bằng 81. Tương tự như đây thầy sẽ lấy, đây sẽ là số 4 và trên đây thầy sẽ lấy là mũ 3. Đúng không? Thì thằng này sẽ là 64. Đó. Vì 81 lớn hơn 64 nên 3 mũ 4 sẽ lớn hơn 4 mũ 3. Cái điều này các em có hiểu không? Tại sao thầy phát hiện được ở đây là 3 mũ 4 và đây là 4 mũ 3, các em hiểu không nào? Tại vì thầy phân tích này, cái số cái chỗ đây là ra được 3 nhân cho 111. Ở chỗ đây là ra được 4 nhân 111 thì cái mũ của nó này, 444 này nó cũng chính là 4 nhân cho 111 thì thầy sẽ lấy số 4. Ở dưới đây thầy lấy số 3, còn ở bên đây thầy lấy số 4 ở đây và trên số mũ thầy lấy số 3. Hiểu chưa? Thầy suy ra được điều này. Tương tự thì chúng ta sẽ có 111 mũ 4 như thế nào so với 111 mũ 3? Nếu hai lũy thừa cùng cơ số thì số mũ nào lớn hơn sẽ lớn hơn. Đúng, đối với mũ dương các em. Đúng không? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra. Các em thấy thằng này lớn này và thằng này lớn này, chúng ta lấy này nhân thằng này, lấy này nhân đây thì nó sẽ lớn hơn đúng không? Lấy 3 mũ 4 nhân cho 111 mũ 4 sẽ lớn hơn 4 mũ 3 nhân cho 111 mũ 3. Đó. Các em hiểu không? Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra hai thằng này ta lòng vô trở thành 3 nhân cho 111 tất cả mũ 4 sẽ lớn hơn 4 nhân cho 111 tất cả mũ 3. Như vậy từ đây chúng ta suy ra đây là 333 mũ 4 sẽ lớn hơn 444 mũ 3. Đúng không? Nên từ đây chúng ta suy ra nhân cho hai bên hai số mũ, hai lũy thừa. Tất cả lũy thừa đây 111 nó cũng sẽ lớn hơn 444 mũ 3. Đây. Mũ 3 ở đây. Đây cũng lũy thừa là 111. Ở đây 111 đây bên đây 111. Ta áp dụng lũy thừa của lũy thừa. 4 nhân cho 111. Từ đây chúng ta suy ra 411 là bằng 333 mũ 4, 4, 4 sẽ lớn hơn 4, 4, 4. Ở đây mũ 3, 3, 3 xong. Hiểu chưa nào? Cách làm ta là như vậy. Mặc dù hơi nôn nóng nhưng mà cũng phải hoàn thành xong cho các em. Rồi, ok. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chúc cho em học tốt. Bye bye. Chúc em thi tốt nha. Các em có thể tham khảo ở hai bộ đề còn lại nha. Trăng trời và cánh diều, thầy sẽ quay tiếp. Bye bye các em nha.